Xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Bơm Công nghiệp 247 của công ty trách nhiệm hữu hạn Vimex. Kênh chuyên review các sản phẩm máy bơm có sẵn hiện tại ở trên thị trường. Bao nhiêu anh chị trong giai đoạn hiện nay đang gặp khó khăn về cái vấn đề chi phí cho sản xuất? Comment với em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái dòng sản phẩm ngon bổ rẻ với chi phí bỏ ra hết sức hợp lý. Như mình này có một cái dòng bơm chất lượng đạt được cái mục đích sử dụng của mình. Đây là bơm màng 2 inch, vỏ nhựa màng tép lông, dùng để bơm nước thải trong máy xử lý nước thải. Mình cũng có thể bơm bùn trong máy ép bùn. Đây là model của sản phẩm. Bơm này áp lực mắc lên đến 8,43. Vỏ nhựa màng tép lông. Em sẽ review chi tiết và quay chi tiết để cho anh chị xem cận cảnh. Rất là đẹp. Dòng này phù hợp với ai mà có nhu cầu giảm chi phí đến mức tối đa. Giá bơm này rất là tốt ạ. Anh chị quan tâm đến giá thì comment em sẽ báo giá riêng ạ. Phần này là cổng hút, cổng xả. Cái phần đen này là bộ phận trung tâm, bộ chi phí ở trong này. Đây là bộ phận tiếp xúc với cả các cái chất lỏng, ví dụ như là nước, hóa chất. Em chỉ quay đến đây thôi. Nếu mà ai có nhu cầu thì comment với em ạ. Em cảm ơn.